Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày 17 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, rìa phía Bắc hoạt động mạnh dần nên thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ phổ biến sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa đến rất to, tập trung nhiều tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng và ven biển, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Bà con chúng ta cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp do có mưa nhiều. Nên nhiệt độ trong những ngày tới tại các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ khá là mát mẻ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Dự báo đợt mưa lần này vẫn còn tiếp tục diễn ra rải rác và có thể duy trì cho tới khoảng ngày 24 tháng 7. Từ ngày 25 tháng 7, nhiều khả năng các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đối với các tỉnh Trung Bộ, cũng do chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn, từ chiều tối và đêm và sáng sớm. Do đó mà bà con chúng ta cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm mạnh, phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi còn thấp hơn. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, ít mưa hơn nên nhiệt độ sẽ có xu hướng cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Dự báo những cơn mưa nhỏ, mưa rào và mưa dông còn tiếp tục diễn ra và rải rác tại các tỉnh thành khu vực Trung Bộ về chiều tối và đêm và có thể duy trì cho tới khoảng ngày 20 tháng 7. Ở phía Nam, trong ngày hôm nay đến 3 ngày tới, trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần, nên mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng nhiều hơn, xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm. Cục bộ có nơi có mưa to, có thể duy trì cho tới ngày 20 tháng 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, còn khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam đến Tây ở mức cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Khu vực vùng biển phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió hướng Đông Nam ở mức cấp 5 đến cấp 6. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Thưa quý vị và các bạn, theo như quan sát trên màn hình, theo mô hình dự báo mới nhất, từ đêm ngày 17 tháng 7, trên khu vực vùng biển phía đông nam Philippines đã xuất hiện thêm một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão vào khoảng 10,27 độ Vĩ Bắc, 126,1 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất là cấp 9 giật trên cấp 11. Dự báo đến 1 giờ ngày 18 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dọc theo bờ phía đông nam Philippines, áp sát vùng phía trung Philippines, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2024, cơn bão này có thể vượt qua đất liền miền Trung Philippines và đi vào khu vực Biển Đông nước ta. Nằm trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, không loại trừ đây là cơn bão số 2 của mùa bão năm nay. Theo như dự báo mới nhất, cơn bão này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sau đó đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Tuy nhiên, diễn biến của cơn bão này sẽ còn nhiều thay đổi, chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn.